Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục hành trình quay lại cảnh ngắm hoàng hôn trên biển diệu Phú Quốc. Chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Lời đầu tiên thì cho phép mình gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, một năm mới gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc trên con đường phía trước nhà nhé. Chiều hôm nay thì mình đang có mặt tại biển ở phía sau Long Bác ở nhà nhé. Thì mình đang quay lại cảnh biển ở phía sau này, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Ở phía sau có cái bãi đá rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Sau khi mình đi xuống biển thì mình di chuyển và về hướng Ocean Bay 3 thì chia sẻ cảnh biển chiều cùng mọi người đến đây vui chơi, giải trí tắm biển, uống cà phê trên các cái resort ven biển này cả nhà nhé. Thì mình quay cái này thì mình vừa di chuyển và vừa quay cho cả nhà mình cùng xem. Để buổi tối ban đêm thì các cái nhà hàng ven biển thì tổ chức các show diễn và các nhạc DJ rất là nhiều cả nhà nhé, vừa bán cà phê vừa phục vụ du khách đến tham quan chiêm ngưỡng và nhiều người dân tắm biển khám phá ở vẻ đẹp thiên nhiên rất là đẹp ở tại bờ biển này cả nhà nhé. Biển này là biển Bãi Trường cả nhà nhé. Biển Bãi Trường kéo dài từ mũi Dinh Cậu đến phía đảo An Thới luôn cả nhà nhé. Thì đoạn này nó kéo dài từ mũi Dinh Cậu đến ngã ba Suối Môi là khoảng 5 cây cả nhà nhé. Tiếp theo thì nó bắt đầu từ nó kéo dài đến An Thới nữa cả nhà nhé, Nam Long Bác này. Mình di chuyển về phía trước và cùng quay cảnh ở phía trước chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Đây là một bờ biển cát mịn trắng vàng và trải dài và cùng những rặng dừa cao của các resort tạo nên các không gian thoáng đãng. Ngồi ở nơi mặt biển thì buổi chiều mình có thể ngắm hoàng hôn và cùng nhâm nhi những ly cocktail, những ly cà phê, tạo nên cho mình những bức ảnh check-in thật là lộng lẫy và sang trọng. Ở phía bên trong các resort thì cũng có rất nhiều khách tơi đến nghỉ dưỡng và vui chơi tắm biển cả nhà nhé. Phía bên này thì mình đang đi chuyển ở phía trước thì cũng có một chú đang gánh bán hàng rong ở trên bờ biển cả nhà nhé, vừa nướng bắp và vừa nướng các loại hải sản đồ khô để bán cho các du khách ở trên đảo này cả nhà nhé. Đây, ở bên trong thì nó có túi bánh kẹo dừa bánh. Phía trước thì cũng có cái mỏm đá và các cái cặp tình nhân thì đang ngồi tạo cho mình những góc check-in xịn sò đẹp nhất khi hoàng hôn về chiều cả nhà nhé. Nơi đây thì biển Phú Quốc thì được mệnh danh là nơi là hòn đảo ngọc ở biển Đông, nhiều địa điểm rất là đẹp luôn, nhiều bãi tắm kéo dài và rất là xịn sò, đặc biệt là trong đó có Bãi Trường. Hôm nay thì mình quay ở Bãi Trường cả nhà nhé. Mình sẽ đi lên tới cái chỗ Ocean Bay 3 rồi mình sẽ quay trở về phía bên này của Long Bay, mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Long Bay và các resort ngàn sao, mọi người
biển thì buổi chiều thì cũng có người dân đi tắm, theo các con chó theo đường nha nhé. Hôm nay mình trời lặng rồi cả nhà, nên mình không ấy quay mặt trời cho cả nhà cùng xem được cả nhà nhé. Đây có rất nhiều chú chó đang nô đùa ở trên biển. À, phía dưới thì có cặp tinh nhân đang tạo cảnh trên chiếc chiên sừng sò. Mình di chuyển qua bên này thì có rất nhiều người vui chơi, coi đang ngồi trong. Mọi người rất là chết yên ở phía trước, rất là đông luôn. Bên trong thì có cái quán bar bày bán. Có cái nhiều giường bố trí cho các du khách quan tâm biển và nghỉ ngơi ở trong các cái resort này ra cả nhà nhé. Cả nhà nghỉ trong các resort thì cả nhà đi tắm biển thì người ta sẽ cho cả nhà mình cái áo phao để đem xuống tắm biển cả nhà nhé. Sau khi tắm biển ở phía bên ngoài xong thì vào cái resort thì nó có nước ngọt để mình tắm lại nữa cả nhà nhé. Phía bên này là khu khách cả nhà. Đây là cái khu trường bên ba, có rất nhiều các bạn đi trẻ đi du lịch đến đảo Phú Quốc ngắm hoàng hôn ở đảo. Sau khi mình đã quay bên này xong, mình di chuyển qua cái bãi đá ở phía sau của Long Bét và khách sạn resort ngàn sao, sẽ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Ở bên đây thì mình ngắm cảnh rất là đẹp, phía xa xa kia có các cần thú đang câu cá, và phía bên này trên cặp bồn đá thì cũng có hôm nay có đội chụp hình ảnh cưới trên cái bồn đá này cả nhà nhé. Thì giờ mình đang di chuyển quay lại ở trên cái bồn đá đó, tí nữa mình đến thì mình sẽ quay khung cảnh xung quanh chia sẻ cho cả nhà mình tắm biển hôm nay anh nhà nhé. Cả nhà xem video trên kênh của mình hãy cho mình một like, đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình các bạn nhé. Các bạn nào mới đến kênh của mình giao lưu thì các bạn hãy xem lâu một tí các bạn nhé. Các bạn xem nhanh quá thì nó quét rớt hết các bạn ơi. Các bạn mất công đăng ký một lần thì các bạn hãy xem video thật lâu và dài một tí. Video mình làm dài mà các bạn xem vô xem 3 phút, các bạn nhấn đăng ký nhấn like thì trong vòng tích tắc chưa được 24 giờ thì nó quét rớt cũng như không mà mất thời gian các bạn nhé. Các bạn xem video thì người mới cho các bạn giao lưu để lại bình luận bên dưới, sẽ đến cả nhà giao lưu với cả nhà nhé. Bây giờ mình làm video video của mình ra liên tục tuần mà dài nữa các bạn nhé. Các bạn tương tác thì hãy nhớ tương tác cho dài dài để rồi ấn chuông bật thông báo để được nhận được những video hay mới nhất các bạn nhé. Đây là bãi đá ở phía sau Long Bét và resort khách sạn ngàn sao cả nhà nhé. Sau khi bạn đi xuống lối xuống biển thì các bạn di chuyển đến bóng đá này thì đẹp. Ở đây thì có các cần thủ đang câu cá trên các cái bóng đá này cả nhà nhé. Đây cũng là địa điểm câu cá lý tưởng, rất hấp dẫn. Nếu các bạn đi vòng qua bên kia thì nó có chỗ nó cũng có cái bàn tay và cái cây cầu dẫn ra ở phía ngoài để cho mình check in hình đi trên biển chiều và ngắm hoàng hôn ở cây cầu này cả nhà nhé. Phía dưới thì các bóng đá thì có các anh cần thủ đang câu cá, đang làm mồi để câu cá trên đời. Vừa mình đứng đây thì mình có thể ngắm hoàng hôn và ngắm biển chiều
Các bạn đi sớm thì các bạn có thể ngắm mặt trời và ngắm máy bay về chiều các bạn nhé. Rồi các con máy bay sẽ di chuyển đi ngang qua khu vực này để giảm độ cao và hạ xuống sân bay Phú Quốc. Đấy là nhé. Bãi đá này rất là đẹp luôn đó nha. Đây là viên bóng đá nổi ở phía sau, rất là đẹp. Ở phía bên trong thì nó có cái khách sạn và resort của Long Bác đang xây dựng nhưng mà chưa hoàn thiện cả nhà nhé. Dù dịch thì nó không có xây dựng nhiều nên nó cũng chưa hoạt động, chắc cũng vài năm tới. Biển này hoạt động rất là đẹp và đông đúc du khách sẽ đến đây tham quan và check-in buổi chiều này. Dọc cái tuyến bờ biển này thì nó có nhiều bãi tắm đẹp và cửa hàng dừa và cái resort ở quán bar ở phía bên ngoài ở chỗ vào bên biển này cả nhà nhé. Bên ngoài biển thì các bạn di chuyển ra thì thấy mình quay thì cũng có các cái tàu câu mực du lịch ở phía bên trên đảo. Bây giờ họ đã thắp đèn sáng, đó là các tàu câu mực, các cái tour câu mực xuất phát từ chợ đêm Vĩnh Cầu đi xuống cả nhà nhé. Thì các bạn có dịp đến Phú Quốc tham quan và du lịch, các bạn nên đặt các cái tour câu mực ngắm hoàng hôn trên biển, thưởng thức những ly cà phê ở trên tàu Vô Tung có Phú Quốc neo đậu ở tại cảng Vĩnh Cầu để di chuyển ra biển cùng câu mực và ngắm hoàng hôn cả nhà nhé. Ở phía xa xa kia cái hiện tượng của cái Long Bác resort cả nhà nhé. Long Bác là nơi trang sức sản xuất ngọc trai lớn nhất ở tại đảo Phú Quốc cả nhà nhé. Ở phía bên trong thì nó có resort, người ta đang rào chắn hướng biển này, mình đang xây dựng mà chưa hoàn thiện như cả nhà. Bên này thì cũng có mấy anh cầm thủ đang câu cá. Ở đây thì nó vừa có sóng biển và vừa hoàng hôn và cũng là địa điểm rất đẹp để các du khách đến đây chụp hình check in và nhận những cưới lộng lẫy và mát cả nhà nhé. Đây thì mình quay sơ bộ khung cảnh xung quanh một lần nữa, thì mình xin phép tạm dừng video tại đây, di chuyển đi về. Mình xin phép tạm dừng video tại đây. Chào và hẹn gặp lại người trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới up lên trên kênh của mình cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà luôn đồng hành và ủng hộ video của mình. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới.